Dạ vâng, và bên cạnh cái phần mà bếp của anh chủ nhà thì anh đã làm thêm một cái quầy bar như vậy. Và quầy bar là do là anh chủ nhà anh thiết kế là đá thạch anh. Dạ, rất là đẹp và rất là sang trọng. Còn toàn bộ không gian ở trong phòng khách đó, thì bên phía chủ đầu tư họ đã bàn giao cho mình là gạch sẽ là gạch Genndit đẹp 60x60. Đó, anh chị có thể thấy. Còn về màu sơn thì bên phía chủ tư họ lựa chọn màu sơn là trắng. Đây, anh chị xem chi tiết. Đó. Và mình đã làm sẵn toàn bộ trong ngôi nhà là thiết kế là đã có trần thạch cao hết rồi quý anh chị. Dạ. Bên cạnh đây thì sẽ là một cái bàn ăn. Anh chủ nhà cũng thiết kế là đá thạch anh đẹp. Và một cái decor bằng gương ở đây. Mình có thể là trang trí thêm một cái vài cái chậu cây như này để tạo thêm cái không gian xanh trong ngôi nhà của mình. Khu vực phòng khách đó thì anh đã trang bị một cái ghế sofa ở ngay chỗ này để buổi tối gia đình có thể là ngồi quây quần bên nhau xem tivi nè. Không gian lắp tivi ở bên đây. Ở phía sau thì anh cũng đã đề co bằng đá thạch anh rất là đẹp. Và một điều nữa là từ ngay chỗ cái khu vực mà phòng khách đi ra ban công á, thì phía chủ đầu tư họ đã thiết kế tinh tế là cửa lùa, nhưng mà cửa lùa tới ba cánh quý anh chị nha, để giúp cho tận dụng tối đa cái khoảng không gian view ở bên ngoài. Và Bảo Giang rất cực kỳ thích là cái không gian của cái view căn này, bởi vì sao? Nó view trực diện xuống cái khu vực hồ bơi và view sông luôn. Nếu như mà nhà của mình ban ngày anh chị không có cần phải là mở máy lạnh đâu, mình chỉ cần là mở cửa ra để mình lấy đón nắng gió tự nhiên vô là sẽ được.